Chào mọi người, lại là Dương Nguyễn đây. Hôm nay là mời mọi người lại đi thêm một quán cà phê nữa nha. Nghe mọi người đồn là quán cà phê này rất là đẹp, mà có thể nói là đẹp nhất ở Gò Vấp nha mọi người. Đó chính là Yumin Garden Coffee. Thì đây là một dạng quán cà phê sân vườn nha mọi người. Hôm nay là mình mới lặn lội từ Tân Phú lội qua tới Yumin Garden Coffee luôn mọi người. Hôm nay là chủ nhật mà cũng là dịp lễ Valentine, lễ tình nhân, cho nên là rất là đông luôn. Không biết là thường ngày ở đây có đông hay không, nhưng mà cái ngày hôm nay Dương Nguyễn đi thì đông ơi là đông luôn nha mọi người. Đây là từ ngoài cổng đi vào ha, phía bên vách tường là có trang trí những bức tranh rất là lạ luôn. Đặc biệt là mình thấy rất là ấn tượng với những cái quán cà phê mà có trang trí đèn lồng á mọi người, nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là rực rỡ luôn. Đây chỉ mới là từ ngoài cổng đi vô thôi nha. Đó, có hai chú chim bồ câu nữa kìa. Rồi, nguyên một dàn lồng đèn chào đón mời quý khách vào quán cà phê nè. Đây là cổng chính nha mọi người. Đây chính cũng chính là cái mặt tiền quán luôn. Đây cũng chính là cái điểm nổi bật của quán nha mọi người. Thì đây là mình đứng ở góc này là mình sẽ thấy được toàn bộ là mặt tiền của quán luôn, cũng chính là cái hình ảnh đẹp nhất của quán nha mọi người. Nhìn vô là mọi người thấy ha, xanh mát luôn. Đặc biệt là quán có một cái cây cổ thụ rất là lớn ở chính giữa luôn. Và ngay chỗ đó thì quán cũng tận dụng để làm cái chỗ ngồi cho khách. Nhìn lên cứ giống như một cái tổ chim ha mọi người ha. Nhưng mà thực ra không phải tổ chim đâu nha. Nhìn rất là ấn tượng, rất là lạ. Cái cây này không biết là bao nhiêu năm tuổi nhưng mà nhìn rất là to luôn. Ở phía trước quán này có thiết kế rất là nhiều góc để cho mọi người chụp hình nha. Ở cái cầu này thì mình có thể lấy được cái background toàn cảnh của quán luôn nha mọi người. Còn phía sau lưng đây thì mình sẽ lấy cái decor của năm 2022 nha. Chúc mừng Tết năm 2022. Bước vào quán là mọi người đang nghe tiếng nước chảy hả? Róc rách, không phải róc rách nữa mà là sao sao như là suối chảy á. Tiếng nước nghe rất là đã tai nha mọi người. Đó, ban ngày nhưng mà quán rất là phóng khoáng mọi người. Có bao nhiêu đèn lồng là thấp hết mọi người, xanh đỏ tím vàng là xách hết lên luôn, cho nên nhìn rất là đẹp ban ngày. Mà còn đẹp như vậy thì mình nghĩ ban tối chắc là sẽ còn đẹp hơn. Ở đây rất là ấn tượng với cái thiết kế dạng như phong thủy kiểu Hòn Non Bộ mọi người. Xung quanh là tất cả đều là mình thấy nước. Đó, nước chảy liên tục ha, tạo ra một cái sinh khí rất là sôi, cảm thấy rất là có sức sống nha mọi người. Đây là mình sẽ đi vào bên trong. Thì nó có rất là nhiều lối đi luôn. Thì mình có thể đi ở dưới, nó đi cũng có lối đi, và đi lên trên lầu cũng có 2-3 lối đi luôn. Đây là không gian ở dưới tầng trệt. Hôm nay là ngày lễ, cũng là ngày chủ nhật, cho nên là quán đông lắm nha mọi người. Thường thì cái vị trí mà ngồi phía ngoài á, sát ở ngoài mát á, với lại nhìn xung quanh á, thì thường là mọi người đi sớm là đã ngồi hết rồi. Mình đi trễ cho nên mình chỉ có thể ngồi trong hốc trong kẹt thôi. Nhưng mà đi lằng hoằng thì cũng khó kiếm được chỗ ngồi lắm mọi người. Tại vì mình đi thì cũng hơi đông á, thì 6-7 người thì mình kiếm bàn hơi khó hơn là những cái bạn nào mà đi 1-2 người. 1-2 người thì dễ đi hơn. Ở đây thì cũng rất là thích hợp cho mình nói chuyện về công việc ha. Không gian thì nói chung là riêng tư thì không riêng tư, nhưng mà cảm thấy người mình nó có rất là thoải mái á, tinh thần nói chuyện nó cũng thoải mái hơn. Thấy ở đây trang trí rất là nhiều hoa đào mọi người. Thường thì mình thấy cá koi thì trang trí nhiều hoa đào, nhưng ở đây mình thấy cũng rất là nhiều hoa đào luôn. Chắc là ở dưới là nó có cá koi ha. Đây là không gian ở trên tầng 1 nha mọi người. Cái không gian là của cà phê garden thì thường mọi người nghe tới chữ garden thì có nghĩa là sân vườn. Thì sân vườn thì thường sẽ dành cho không gian ngoài trời nhiều hơn. Còn cái không gian mà dành cho phòng lạnh, phòng kín á, thì có, cũng có nha, chứ không phải là không có nha mọi người. Không phải là nghe tới garden là không có phòng kín nha, phòng máy lạnh nha. Thì phòng máy lạnh thì mình sẽ đi vào phía bên trong, sẽ có khu vực dành cho phòng máy lạnh và khu vực hút thuốc riêng luôn. Cho nên là mình cứ lựa chọn những cái chỗ nào phù hợp dành cho mình ngồi nha. Đây là mommy của mình nha. Hôm nay là mình lựa hoài, lựa tới, lựa lui, lựa xuôi, lựa ngược, cũng không có được cái chỗ nào để mà view ra ngoài hết mọi người. Ngồi ở phía trong thôi. Chỉ có ngồi ít 1-2 người thì được ngồi sát phía ngoài, chứ còn phần lớn mình đi đông thì không có chỗ nữa mọi người. Mình đi trễ, mình đi tới đây cũng tầm 10 giờ rồi. Đây là cái
cái không gian ngồi phía trong phòng lạnh nha mọi người, thì nhìn dễ biết lắm. Ở trong này sẽ có giống như mình ngồi trong phòng cất kiến á. Ai mà không thích ngồi quạt máy quạt gió thì ngồi ngoài nóng nực thì mình cứ vô phòng lạnh nha. Cũng có nhiều người không có thích ngồi ở ngoài mọi người, nhiều khi cũng có thể là ở ngoài nó sẽ ồn hơn ở trong, nhưng mà nói chung là tùy cái sở thích của mỗi người nha. Quán ở đây rất là nhiều cây cối trang trí, từ cây nhỏ cây lớn gì rất là nhiều luôn. Đây là một cái lối đi lên trên tầng thượng nữa nha mọi người. Nhưng mà do hôm nay là mình nghĩ là ở trên tầng thượng thì thường sẽ thích hợp với lại buổi tối hơn. Buổi tối thì trời mát á, còn ban ngày thì nắng chang chang, nắng mà cháy tóc luôn. Cho nên là có thể là mọi người sẽ không có lên trên đây đâu. Đây là 10 giờ là mọi người lên đây phơi khô thì được, chứ còn mà lên đây uống cà phê thì chắc không được rồi. Trên này bàn ghế cũng rất là nhiều nha mọi người, buổi tối thì có lẽ hợp hơn. Rồi, view sơ sơ cho mọi người xem thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống lại nha. Mình đi xuống đây thì mình sẽ... Phía bên này cũng là nối tiếp của một cái khu phòng lạnh nữa mọi người. Rồi, ở ngoài... À, đặc biệt ở đây mình thấy ở trong phòng máy lạnh thì không có đem vật nuôi vào trong nha mọi người. Nếu mà có vật nuôi thì mình ngồi ở ngoài nha. Mình sẽ chọn vị trí ngồi ở ngoài. Ở đây mình sẽ giới thiệu sơ cái menu của quán nha. Vui lòng là không sử dụng các hình thức mà pháp luật cấm như đánh bài đâu nha mọi người. Nếu mà đem rượu vô quán thì sẽ bị tính phụ phí nha. Đây, menu rất là ấn tượng, lật ra là thấy hình ảnh của quán liền. Này, các bạn tham khảo những cái nước uống ở đây ha. Thì quán cà phê chắc chắn là có cà phê rồi mọi người ha. Ngoài ra thì mình cũng có các loại trà sinh tố, nước ép, trà sữa, có các loại topping thêm. Rồi nước ép thì có nước ép tổng hợp, nước ép trái cây, da ua, sữa, sữa tắc, soda. Rồi ở đây có bán bánh hiện tại đang ngưng mọi người, có kem, còn thức ăn nữa nè. Đây, món ăn nha. Có một số món mới nữa nha mọi người. Cơm trưa văn phòng nữa nha. Rồi, sơ sơ cái menu cho mọi người cùng xem nha. Thì mọi người cứ tới đây thì mình chọn món sau nha. Cuối tuần thì mình cũng thường đi quán cà phê. Thứ nhất là để nói chung là giải tỏa stress sau một tuần mình làm việc ha. Thứ hai nữa là mình cũng muốn tìm thêm những cái quán đẹp để giới thiệu cho mọi người. Rồi ai có gần vị trí nào đó thì mình tới quán đó mình uống cà phê ha. Cũng giống như thư giãn cùng với gia đình, dẫn mọi người cuối tuần cùng gia đình đi chơi nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Nhớ cho Dương Nguyễn Family một like và một subscribe để đăng ký kênh theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn Family nha. Bye bye. À quên nữa, đây là nước uống tới rồi nha mọi người. Đây. Thôi bây giờ mời mọi người uống nước nha. Cảm ơn mọi người.